chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh hoạt hình khủng long T-Rex. Khủng long nâu sau bao ngày cần cù bù siêng năng thì cũng được nhận nhiệm vụ đi bắt tỷ phú giàu nhất thế giới khủng long. Tổ chức phát cho khủng long nâu vũ khí khá là tối cổ nhưng với trí tuệ xếp thứ 2 chỉ sau loài khủng long thì đây là một nhiệm vụ quá dễ dàng. Sau 7749 chiến thuật, khủng long nâu quyết định chọn ôm súng đợi mục tiêu. Trong khi đó, khủng long tỷ đô vẫn ung dung ngồi trên con xe bạc tỷ nghĩ về mấy nàng thơ đang xếp hàng đợi. Với châm ngôn thà bắn trượt còn hơn bỏ sót, khủng long nâu nhìn ngắm thật kỹ rồi thả viên bi sắt ra làm nhiệm vụ. Chiếc xe ngã vật vã ra đất, một ông sao sáng hai ông sáng sao. Khủng long đỏ nhanh chóng trồi lên nhìn theo hướng bi bay tới, ngó thấy thằng xạ thủ như bà thím nằm trình tình ở trên cao. Khủng long đỏ nay hẹn bồ không dám mang theo vệ sĩ nên chỉ có thể lê tấm thân của mình đi để thoát ám sát. Mắt không thấy tim không sợ, khủng long đỏ nhanh chóng phi thân vào trong bụi rậm. Nhưng chiếc mũi với kinh nghiệm lành nghề là hai ngày, khủng long nâu nhanh chóng gửi một món quà bất ngờ cho ngài tỷ phú. Đúng là bất ngờ, khủng long bật chế độ bay ra khỏi bụi rậm. Vài phút sau, với lớp da dày ngang bê tông thì sau món quà bất ngờ vẫn còn mạng để bị trói lại mang về giao cho tổ chức. Chuẩn bị đưa khủng long đỏ đi gặp các cụ để lấy nốt phần tài sản còn lại, đi sát xa súng thì đồng đội ngắm gà khỏa thân. Khủng long nâu trên răng dưới khố đi hầu các cụ, đã muốn đưa khủng long đỏ đi gặp các cụ thì bắn ngay từ đầu còn bắt về làm gì. Khủng long xanh buồn khổ nhìn đồng đội nhưng đã muộn. Khủng long xanh này được nghĩ nên đưa đứa con yêu quý của mình đi mua đồ chơi mới. Kể ra cũng là sao con nó lại màu giống ông hàng xóm vậy nè. Không biết từ đâu có nàng khủng long vàng thước tha đi qua, nhanh tiện tha luôn ánh mắt của khủng long xanh theo. Sét đánh bất ngờ quá, đít nhâm cũng bị bỏ quên mất nên trôi tuột theo cái dốc. Mới đầu thai mà không được may mắn lắm nên mới gặp trúng cái gia đình mẹ thì mê nhiều muối. Tới ông này thì đi đâu cũng bị sét đánh. Chẳng mấy chốc khủng long xanh nhìn thấy tính nhanh chóng đi tìm người giúp đỡ. Mấy chục năm mới gặp trường hợp này, khủng long xanh lúng túng tìm kiếm giúp đỡ hay sao mà úp mặt xuống thế kia. Khi mà hất hàm lên thì cũng là lúc ánh mắt khủng long lại va trúng khủng long vàng vừa rồi. Tiếng sét lại bắt đầu nổ ra và cả hai cùng tâm sự khá lâu. Mà tâm sự cái gì thì các bạn tự xem nhé, chứ cũng khó miêu tả quá. Còn ở chỗ đít nhôm thì do cơ thể yếu ớt cùng với ngã khá đau nên thôi đi trước chứ chờ với đợi là tới cái nịt cũng không còn. Đang tâm sự sâu, chợt nhận ra mình quên mất đứa đi cùng đang dưới hố. Khi chạy tới đã không còn làm được gì nữa. Khủng long xanh buồn chút thôi, đằng nào thì chả có thêm một đứa nữa. Ngã ở đâu thì tạo nền móng ở đó. Chẳng mấy chốc khủng long xanh đã lập xong nơi ngủ vĩnh cửu. Định ngồi ôn lại kỷ niệm xưa, mà mới sinh có một tháng gặp chưa tới hai lần thì lấy đâu ra kỷ niệm. Chắc khủng long nhỏ đang ngủ nghe thấy vậy cũng đội đất bật dậy tâm sự cùng. Này là có thêm kỷ niệm rồi nha khủng long xanh. Thèm thuồng giấc ngủ trưa, khủng long mami nằm vật vã bên cạnh lũ trứng của mình. Hơi ấm từ khủng long mẹ tỏa ra khiến cho một quả trứng đột ngột phải đặt tên đầu tiên trong tấm bìa hồng. Không thấy có gì bất thường, khủng long con tranh thủ thời tiết trong xanh, nhanh chóng phi thẳng đi chơi. Còn non và xanh nên khủng long con cứ thấy cái gì màu xanh thì mặc định là thân thiện với bản thân. Nhanh chóng tới làm quen bằng những chiếc lợi mới nhú ít trăng. Trong lúc này khủng long châu Phi đã mấy ngày không ăn nên buổi trưa cũng thèm khát cái gì đó mát mát ngọt ngọt. Ánh mắt ta đập thẳng vào miếng mồi mini, chiếc hàm khủng long không tư chủ mà rơi chết xuống dưới 180 độ cùng dòng nước mắt tuôn ra từ kẽ răng. Đang thưởng thức mỹ vị đắng chát cuộc đời,
chợt khủng long đen lai châu Phi chạy tới bắt chuyện, quá chảnh nên chiếc hàm cỡ rộng nhanh chóng há ra mời gọi. Thông báo cho khủng long con nhanh chóng nhập sổ hộ khẩu vào dạ dày anh mày, chứ lang thang không còn xương về. Chỉ số may mắn của khủng long cao hơn so với những con động vật khác nên đúng lúc có chú khủng long vàng mới đi hát hò đá gậy về. Bất gặp cảnh bỗng mắt, khủng long vàng nhanh chóng lao thẳng vào phía sau khủng long châu Phi, theo quán tính con khủng long trong miệng bị rơi ra. Quay lại thấy khủng long vàng cũng khá thuận mắt mà còn vừa miệng, khủng long châu Phi nhanh chóng nhai hộp sọ khủng long vàng không nhỡ chạy mất. Một lúc sau, ăn uống thời nay là phải văn minh lịch sự, khủng long đặt chiếc chảo bên châu Phi sang để còn làm món khủng long chiên xù, với một nồi kho ăn cả tháng, chiếu bữa ăn bữa nhịn bị sụt cân con vợ, à vợ con lại không nhận ra mất. Mùi thơm thoang thoảng khiến khủng long mẹ giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng điểm danh chợt thấy thiếu một thành viên. Khủng long mẹ nhanh chóng lao đi tìm kiếm, nhìn nghiến ngó dọc, không thấy mặt mũi nào giống mình, chợt phát hiện mùi hương thoang thoảng mùi sữa của cu cậu nhà mình. Từ xa thấy chảo cháy to quá sợ cháy mất khu rừng, khủng long mẹ nhanh chóng xin miếng thịt trên cổ khủng long châu Phi, giải cứu thực phẩm sắp nấu chín và từ đó họ sống hạnh phúc với nhau. Trong một khu rừng nọ sau trận mưa xối xả của ngày hôm trước, để lại những dòng nước tinh khiết mát lành đổ ra biển. Không biết từ đâu có con cá mập chắc mang giọng máu ngáo của chó Husky, lại luồn lách bơi ngược lên đồi thăm người tình cũ đây mà. Khủng long xanh từ xa thấy vậy, vui vẻ lắm, chắc rằng đứa em họ cùng ông nội khác ông cụ nội tới chơi nên cười thân thiện, chuẩn bị bếp lửa. Trong khi này thì cá mập vẫn không biết chuyện gì, vẫn lon ton cố gắng hết sức vượt ngược dòng nước. Khủng long xanh còn mỗi chiếc mui kiếm ăn gia truyền của ông cụ cố ngoại đơn truyền từ đời này sang đời sau. Với trí thông minh hai nhìn một bìa của khủng long nhanh chóng chặn đường thoát của cá mập bằng chiếc mui thần thánh. Đang hí hửng gặp tưởng người tình tới đón, nào ngờ thằng oắt con với thân hình khổng lồ đứng chắn hết đường đi, ngước đầu lên ngửi thấy mùi hôi thối từ đôi môi 3.000 năm chưa chịu oánh răng. Cá mập tức giận bỏ về, chạy nhanh chiếu mùi ám thân là vợ không nhận ra luôn. Xuôi theo dòng nước, cá mập gặp lại chiếc mui của ông lão đánh cá mấy năm trước cũng rơi vào cái mui này. Mà giờ vẫn gặp, chắc là số tu chưa đủ tốt đây mà. Khủng long từ từ bước tới cười thân thiện nhìn cá mập. Một lúc sau, cá mập không kịp alo về cho vợ đã nằm trên bếp lửa, nước từ miệng thi nhau chảy ra làm ướt hết củi khủng long, phải nhanh chóng lên đường. Khủng long vàng thằng đệ ham ăn lười làm ngủ cạnh đó ngửi thấy mùi thơm thoảng thoảng, nhanh chóng bị mộng du chạy ra gần chỗ cá không có ai cản. Khủng long vàng nhanh chóng ngoạm mấy miếng, nấu thì lâu chứ ăn thì khỏi phải tính thời gian. Vài phút sau, khi đã cá no, nước bọt kín bụng, khủng long vàng lại tiếp tục giấc ngủ trưa lâm sàng của mình. Khủng long xanh vẫn còn hớn hở ôm bó củi mới chém về, thấy khủng long vàng đã ngủ say bên cạnh, chợt nghĩ mình có thuê thằng nào về trông cá đâu mà lại có nó ở đây. Nhìn lại con cá mũm mĩm của mình không cánh mà biến mất, khủng long xanh nhanh chóng lao lên mát xa miễn phí cho khủng long vàng dễ tiêu hóa. May là chúng ta cùng họ hàng xa, chứ không là khủng long vàng cũng nối gót cá mập chuyển sinh sang thế giới khác luôn rồi. Ngày xưa, có hai con khủng long đang ngồi sưởi lửa trong trời đông giá rét. Hai con khủng long nhìn đống lửa rồi nhìn nhau, cả hai đang tranh cãi. Khủng long xanh mõm nói không lại khủng long nâu nên đã nhờ chiếc mông đòi lại công bằng. Khủng long nâu với chiếc mũi đứng top một sau loài chó nhanh chóng lại gần ngửi thử. Cũng được coi là đứa con cưng của môn hóa. Khủng long nâu nhanh chóng vận dụng kiến thức đã học để kiểm nghiệm thực tế xem có đúng như là ở trên sách hay không. Đốm lửa nhỏ dưới sự tác dụng hơi thở nồng nàn từ mông khủng long xanh, đốm lửa nhỏ đã được tiến hóa một cách rõ rệt hơn, chuyển qua một giai đoạn mới. Vào cái mùa đông chim còn không thể bay như thế này mà lại có bí kíp nắm trong tay, hai khủng long nhanh chóng dùng toàn bộ hơi trong cơ thể chuyển hết thành chất khí ép nó bay ra ngoài bằng đuôi, khiến cả khu rừng được hưởng chung ít hơi ấm từ ánh lửa đầy mùi ô nhiễm. Cả hai thay phiên nhau thổi lửa. Một lúc sau, thấy lửa cũng cháy khá to hơn trước nên cả hai cùng nhau ngồi tâm sự tiếp. Chợt khủng long vàng một học trò chuyên hóa, mà hóa này chắc là hóa vàng. Khủng long vàng cùng động tác tương tự hai khủng long trước, nhưng lần này nó lại lắm. Khủng long vàng như ánh nắng trói trang khiến hai khủng long còn lại phải bốc khói. Mà thế này thì kết quả các bạn cũng đoán được rồi chứ. Khủng long vàng bị trói lại và nằm ngoài trời phơi nắng phơi sương, ngoài ra còn được hấp thụ mùi nước hoa siêu đặc biệt. Đây là Bạch, một thanh niên mới được thả ra từ hôm qua, nay lại quen nghề cũ nên giờ vẫn lom dom ở đây đợi nhiệm vụ. Còn đây là khủng long xanh, một thằng chuyên tham ăn tục uống, thấy gì nhét được vào hàm là sẽ không bỏ qua. Nhìn dáng vẻ này chắc đang nghĩ tới món bạch nướng hàm xả tắc. Nụ cười tàn ác hiện lên rồi thuần thục sử dụng tốc độ gà mờ của mình để bắt mồi, và kết quả nhận được chắc các bạn cũng đoán được rồi. Hàm khủng long được ăn rất miễn phí luôn. Khủng long đau đớn lắm, mà quá non và xanh thì phải chấp nhận thôi chứ đâu có thể ăn nổi chú chuột thông minh này được. Ngày hôm sau, đã nếm trải được thất bại của ngày hôm trước, khủng long chợt trấn động não để tạo một cái bẫy hoàn hảo cho chuột tự lao vào.
đã chuẩn bị sẵn sàng. Khủng long xanh nhanh chóng chui vào bụi cây tìm chỗ ẩn náu thích hợp để đợi con mồi tới. Chẳng mấy chốc Bạch đã xuất hiện, cùng dòng nước chảy ra từ mép. Đúng như dự kiến thì Bạch chẳng mấy chốc bị lọt vào trong chiếc bẫy hoàn hảo của khủng long. Khi nhận ra bản thân bị lọt bẫy cũng không thể nào thoát ra được nữa, khủng long nhìn con mồi ở trong bẫy với ánh mắt trìu mến, rồi nhanh chóng nghĩ tới món thịt nướng thơm giòn, vội đi tìm ít củi về để nướng thịt chứ để lâu mất ngon. Khủng long vàng mới đi chợ buôn ít rau cũng khá đắt khách nên được về sớm. Thấy chuột thương của mình bị kẹt trong lồng, nhanh chóng tới hỏi thăm. Biết nguyên nhân, khủng long vàng vội bế cả cái lồng lên xe rồi chạy về nhanh cho nóng. Trong lúc này khủng long xanh cũng mới bê bó củi về thì bắt gặp cảnh chuột được ngồi trên xé hộp đưa đi mất. Khủng long xanh mất bình tĩnh vội vàng đuổi theo, dùng đôi bàn tay mỏng manh mong níu giữ, nhưng thôi, có không giữ mất thì bỏ qua chứ sức khủng long làm sao mà giữ được chiếc xe. Khủng long xanh cuối cùng nhìn bữa tối của mình đi xa dần, tới nơi an toàn, khủng long vàng dùng kỹ thuật bẻ khóa gia truyền mở lòng cho chuột Bạch, từ đó họ sống hạnh phúc với nhau. Rồng xanh hình như mới trơm được chiếc xe chạy khá nước nên nước lạng lách đánh võng chiếm hết đường. Cảnh sát nghi có một vụ cướp ở đâu gần đây liền lấy xe cảnh sát đuổi theo rồng xanh. Rồng xanh vẫn đi khá nhanh mặc dù bị cảnh sát đuổi. Cuối cùng thì cảnh sát áp sát xe của rồng xanh khiến xe rồng xanh bị đổ. Rồng xanh thì bị văng ra ngoài. Nhìn ngó xung quanh, thấy hồ nước, rồng xanh nhảy thẳng xuống nước. Cảnh sát lái xe tới nơi, rồng biết cảnh sát không xuống được liền cười rất lớn. Mà rồng tính không bằng cá sấu tính, chú cá sấu vàng ngoi lên lại gần rồng xanh và cắn vào đuôi rồng, làm rồng đau đớn lắm. Mãi cá sấu mới buông, định lên bờ thì bị cảnh sát đứng chắn. Vậy là kiếp nạn thứ 82 của rồng xanh đã ập tới. Nghe kể rằng nhà Húc Xanh rất nghèo không mua nổi trâu, nên Húc Xanh ngày nào cũng phải vất vả kéo hàng. Hôm nay cũng như mọi hôm, Húc kéo hàng đi qua tới con dốc thì thấy trong bụi có tiếng động mạnh mẽ. Vui tính tò mò cũng như hóng hớt bất tận, Húc Xanh liền bỏ gánh hàng nghìn tỷ của mình để đi tìm hiểu cội nguồn của tiếng động. Thì ra đó là khủng long nâu. Húc cười gian ác và tặng những cú đấm yêu thương, bắt khủng long nâu về kéo cái xe hàng cho mình. Khủng long nâu khóc lóc thảm thiết nhưng cũng không thoát được số phận kéo cả xe hàng lẫn Húc lên con dốc cao. Húc thì ngồi trên xe đắc chí lắm, còn Húc từng đợt roi thân thiện lên lớp da của khủng long nâu khiến khủng long nâu vừa đau mà không dám phản kháng. Đúng lúc khủng long nâu đang kéo, chiếc bánh xe lăn trúng vào hòn đá, khiến cả xe hàng lẫn Húc đều bị ngã ra đường. Húc càng tức giận, trận đòi roi lại càng mãnh liệt hơn. Một lúc sau thì khủng long mẹ tới tìm con trai cưng bé bỏng đang ngủ dưới gốc cây, nhưng không thấy bóng dáng đâu. Khủng long mẹ hoảng hốt lắm, nhìn quanh thì thấy khủng long nâu đang phải làm lao dịch cho Húc Xanh. Khủng long mẹ tức giận lao tới dạy cho Húc Xanh hiểu có móng khủng long mỏng thì cũng có móng khủng long dày. Vậy là Húc được đền đáp lại những cú đấm yêu thương ban nãy. Cuối cùng dựa trên những tổn thương tinh thần của khủng long nâu, Húc được nhận lại không thiếu phần nào. Monkey. Beetles. Dinosaurus T-Rex. Giraffe. Chú cho mà ơi, trời nắng chiếu tới tận lông đít rồi mà vẫn còn nằm vắt vẻo ở đây. Khủng long chịu đói cũng đã được 99 ngày, nốt ngày hôm nay là phải tới diện kiến các cụ rồi.
Ngay cả mấy quả trứng cua vài ngày trước còn chê ổng chê eo mà giờ lại phải đi bế về. Nhìn thấy cua cha ngủ say vắt càng thế kia, khủng long nhanh chóng dùng sợi dây củ cố để lại để treo cua lên ngọn cây cho tiện bề hành sự, chứ không cái bộ càng kia mà kẹp thì mỏm khủng long khỏi cần ăn uống gì nữa luôn quá. Cuối cùng thì cũng buộc được cua treo trên ngọn cây, bắt đầu khai thác chỗ trứng này thôi. Khủng long chỉ nhìn vẻ thất thủ của cua rồi lại tiếp tục âm mưu của mình. Cua bịt treo trên cây chỉ có thể ngậm ngùi nhìn những quả trứng bị tan hoang. Một lúc sau, trứng cua đã nằm trên ngọn lửa bập bùng. Khủng long nghĩ tối nay kiểu gì chả được bữa ăn thịnh soạn. Mà khủng long đâu biết chiếc càng còn lại của cua không phải là vật trang trí, nên chẳng may chốc vua cha đã thoát ra khỏi sợi dây lỏng lẻo. Chân vừa chạm đất, cua cha nhanh chóng nghĩ tới bầy con khốn khổ của Victor Hugo. À nhầm, là của cua cha chứ nhỉ, hi hi. Đảo trứng cho chín đều nào chứ không là bị đau bụng đó. Ôi dồi ôi, ta nấu chúng thành cái gì thế này? Là lũ cua con sao, nhìn chúng nhỏ tí thế này chả đủ để nhét kẻ răng. Đã thế còn hay bò linh tinh, cua đi ngang thôi mà sao lại có thể chạy nhanh như thế này vậy nhỉ? Ông trời ơi, tại sao đã tạo ra khủng long, còn sản xuất thêm cái lũ này làm gì nữa? Tạo hóa thật biết trêu đùa mà, mở màn cho kiếp nạn thứ N đây mà. Bầy cua tuy nhiều nhưng không con nào thoát được. Khủng long lại nghĩ nuôi chúng thêm mấy hôm béo mập rồi ăn cũng không tệ. Ta thật là quá thông minh. Trong khi đó cua cha đang lấy vật báo gia truyền tới tìm khủng long. Để làm gì ư? Vậy bạn đoán xem lần này khủng long sẽ phải nằm ở chỗ y tế trong bao nhiêu lâu? Đây là hình ảnh chó đi phối giống quá thành công tiến hóa ra thú trong nhà loại F2. Tuy nhìn không được thông minh lắm nhưng chủ nhà vẫn phải giữ trong nhà, vì chó sinh sản xong để lại mình nó. Trong khi chó đang ngủ say vắt lưỡi sang một bên thì chợt có một con khủng long non và xanh chợt chạy tới trêu chó đời F2. Đang ngủ say chợt bị trêu mất giấc ngủ ngàn vàng, vậy là chó nhanh chóng lao định kỷ niệm dấu răng trên thân hình khủng long. Nhưng chiếc dây xích nhanh chóng kéo lại, khủng long được đà lấy nguyên một cây gậy ra đứng lại tâm sự với chó họ cá sấu. Một lúc sau, do sự kìm hãm của chiếc dây khiến cho cho lai cá sấu bị bầm dập, chỗ nào cũng cần băng bó kín, chỉ thiếu đi chôn nữa là giống xác ướp luôn rồi. Những khủng long đâu dễ buông tha như vậy. Hết trò cũ rồi lại tới trò mới, dùng nước hoa thương hiệu khủng long chính gốc truyền qua cho lai cá bị ký sinh mùi khủng long nồng nặc. Cá sấu tức giận lắm nhưng không thể làm gì, chỉ có thể ở yên một chỗ. Khủng long lại quá đáng hơn trước, hành cá sấu ra bả mới chịu rời đi. Đúng lúc khủng long vàng đi ngang qua thấy cảnh như thế, nghĩ là đứa cần xích thì không xích, thật là bất công quá mà. Khủng long vàng nhanh chóng chạy lại xem cá sấu còn sử dụng được oxy nữa hay không. Thấy ngọn cỏ cứu mạng cá sấu nhờ khủng long vàng cắn đứt sợi dây. Nhưng thời đại văn minh rồi, ai lại dùng hàm vào mấy thứ này. Khủng long lôi ngay chiếc kéo gia truyền, cắt cái gì cũng có thể đứt, ngay cả vô duyên còn cắt được, huống chi là sợi dây này. Cá sấu chảy nước mắt cảm ơn khủng long vàng. Mà nước mắt cá sấu từ đâu ra thì ai cũng biết rồi, ai không biết thì hỏi chị Google nhé. Khủng long xanh chợt có cảm giác ấn lạnh, chỉ dám nhìn xéo thì thấy người bạn nãy mới quen chạy tới hỏi thăm lại. Khủng long run chân nhanh chóng chạy mất, mà sao có thể thoát được bộ hàm kim cương của cá sấu. Mới đi làm răng về sợ chưa chắc nên mới buộc lại hãm không ăn lung tung đó, mà lại được bón hành như vậy thì không thể nào nhịn được rồi. Cuối cùng thì khủng long đã hái được trái đắng ngay sau hành động của mình. Khủng long cụ mới được các cháu biếu cho cái điếu, nghe nói chúng nó mới đi công tác bên Lào nhân tiện mau luôn cái điếu về để cụ nâng cao sĩ diện. Hút mãi rồi cũng quen, khủng long cụ điêu luyện nhả khói, có thằng chắc mới đi du học về thấy cụ có đồ hay cũng muốn thử một chút bằng cháu bằng cụ. Nhanh chóng chạy tới đàm phán thương lượng với lão khủng long, cho một miếng thì giúp tẩy trắng mấy cái nanh cho sáng bỏng rồi đi tán bà hàng xóm cho nó hiệu quả, nghe cũng hợp lý, chắc thích thì cụ cho mượn. Cu cậu thích lắm, mới lần đầu được túc tác lại cái sĩ diện nên cũng khá hào hứng. Mồm vội giết nhanh một điếu, chắc chưa quen nên lần đầu hơi phê pha đứng không vững, chân hơi run. Khủng long vẫn non và xanh quá, mới có một miếng thôi mà đã lăn ra ngất trên màn đất. Khủng long già thấy vậy cùng hốt hoảng, có mỗi thằng đít nhôm thôi mà không giữ sao, không còn ai giữ hương hỏa cho. Khủng long già nhanh chóng chạy đi. Một lúc sau, xuất hiện với chai sữa trên tay đút cho khủng long xanh uống cho đỡ sốc. Uống xong gần hết chai sữa, khủng long xanh nhả ra khói. Khủng long già nhanh chóng kiểm tra kỹ lại xem rốt cuộc là mình đã cho khủng long con ăn cái gì. Các bạn nghĩ đó là gì? Bị sốc lần hai, đó là lọ trừ sâu hôm qua mới mua. Đúng là gừng càng già càng nhạt nhẽo. Khủng long già lại kiếm được thức uống khác để hạ nhiệt cho khủng long xanh. Cứ ngỡ là chất lỏng thanh khiết mà mùi vị nó lạ lắm. Khủng long đã 100 tuổi rồi chưa gặp thức uống nào như vậy, đang uống trong vui sướng chợt nhận ra nguồn gốc của thức uống dinh dưỡng, dù có là lão già thì cũng phải miễn phí một trận tẩm quất. Trong lúc cả hai đang giằng co nhau thì đám cháy đã trỗi dậy. Cả hai khi nhận ra thì đám cháy đã không thể tự dập lửa, đành gọi đội cứu hộ.
Húc Xanh nhanh chóng lái chiếc xe đầy nước tới chỗ đám cháy dập lửa nhanh chóng. Cuối cùng thì ai sẽ chịu thiệt hại của đám cháy? Các bạn thử đoán và để dưới bình luận nhé. Nhà thám hiểm khủng long mới nhận được nhiệm vụ mới, đó là xuất ngoại để đi tìm kiếm kho báu bị thất lạc hàng nghìn thiên niên kỷ trước. Khủng long hào hứng vui vẻ lên đường, vừa đi vừa ngân nga hát mà không hề biết có một ánh mắt thèm thuồng đang theo dõi khủng long. Nhìn khủng long vàng với ánh mặt trìu mến và nụ cười mang thương hiệu hoa hậu thân thiện, khủng long nhện nhanh chóng là vật cản đầu tiên trên con đường tìm kiếm kho báu. Sau một hồi tẩm quất nhiệt tình, khủng long nhện còn non và xanh chưa học hành hẳn hoi đã lao ra ngoài kiếm sống nên nhanh chóng bị khủng long vàng cho lăn quay sang cạnh đường. May mắn khủng long nhện chưa hề tiến hóa hết nên chưa thể nhả ra độc, nên khủng long vàng chỉ cần băng bó chút là lại có thể lên đường. Bụng khủng long đã đói cồn cào, phía xa chợt hiện ra một chiếc quả thơm ngon, không ngần ngại khủng long vàng nhanh chóng nhào tới ăn. Ăn được một nửa thì bụng đã biểu tình khiến khủng long không thể ăn tiếp được. Kết quả là bị nổi mụn khắp cơ thể, thấy lão trời bất công quá, tính nằm quằn quại ăn vạ một hôm để nghỉ ngơi, mà ánh mắt ta lại va trúng đống vàng. Thôi cái gì cũng có trước có sau, cứ lấy vàng trước rồi mọi chuyện tính sau. Chăm làm không bằng tay quen, khủng long nhanh chóng vơ hết đống vàng vào túi 15 gang của mình. Lấy gần hết đống vàng thì chợt có biến xuất hiện. Chả nhẽ khủng long nghĩ chiếc đầu lâu xuất hiện ở đây chỉ để trang trí thôi sao? Không hề nhé, bây giờ mới tới sàn diễn của cơ quan bảo vệ kho báu. Ta đứng đây từ lúc ngươi còn chưa hề để nghĩ là sẽ dễ ăn vậy ư? Không hề có đâu nhé. Khủng long kêu gào trong lo sợ, khác hẳn với những lần trước không thể quay lại đánh trả vì có mỗi xương đánh có khi còn mất hàm ý chứ. Mà phí làm lại răng thì cùng mấy tỷ chứ có rẻ đâu, mà mỗi một chiếc với cái giá đó thì khủng long có bán cả gia tài cùng không đủ nhé. Một lúc sau, với trí thông minh được định giá 2.000 một bìa thì khủng long đã nặng hết chất xám, tận dụng những vật liệu tự nhiên tạo nên một chiếc bẫy tuyệt vời, chỉ chờ chiếc đầu lâu xấu số vi vu bay tới. Không sớm không muộn, khủng long tiễn hộp sọ trở về với đất mẹ. Còn chỗ kho báu cứ yên tâm để khủng long xử lý. Siêu nhân vàng có cái càng rất tro mới từ trên núi được thả trở về đồng bằng nên hắn ta thông dong bay trên bầu trời. Thấy vùng đất quá màu mỡ nên đầu lại à là bay xuống mặt đất. Thay vì dùng cái càng to như mọi khi, hắn dùng ngay chiếc súng to đùng của mình, bắt đầu công cuộc phá đá khai hoang vùng miền núi của mình. Nhưng không để ý thấy có cụ khủng long già đang thở hấp hối. Hi hi, chỉ là già thôi chứ sức sống quá bền bỉ luôn ý chứ. Khủng long ván não tức giận tìm đối thủ, có gì nhưng không thể chịu thua được. Hóa ra là siêu nhân gà vừa trên núi xuống đây mà chắc chưa hiểu rõ sự đời. Khủng long nhanh chân chạy tới khuyên can, mới được thả nghe không lọt tai nên tiễn luôn khủng long ra bãi cỏ. Khủng long càng già càng nhiều kinh nghiệm xử lý danh con mới xuống núi mà dám leo lên đầu lên cổ ngồi, để ông dạy lại cho bài đạo đức kỹ hơn. Ông em khủng long lấy máy múc làm gì các bạn đoán được không? Chắc chắn không đấu trực tiếp được rồi, cần phải dùng mới chất xám chút mới được. Một chiếc hố với nỗ lực của đạo diễn đã được hoàn thành, bây giờ chỉ còn là dựa vào sự trả treo của khủng long nữa thôi. Một lúc sau, chúng ta dùng lá chuối đậy lại nữa là hoàn hảo, siêu nhân bị ảo màu sắc chắc không nhận ra được đâu. Tiếp theo là dùng trí khôn của một chú khủng long già để dụ siêu nhân ngáo sức mạnh lại gần nơi đã chuẩn bị sẵn. Thấy khủng long muốn ăn đòn thì siêu nhân cũng không ngần ngại, nhanh chóng chạy tới thăm hỏi, mà chân xa lỡ bước rơi thẳng xuống chiếc hố, siêu nhân chuyển sang chế độ bị sập nguồn. Vậy là khủng long già thông thả lấy đất lấp kín hố, khi tỉnh lại mới thấy mình trở thành phân bón cho đất, siêu nhân chỉ có thể nhìn bóng đuôi khủng long rời đi. Mụ khủng long nay định săn con gì mà chuẩn bị hai cam chín mộng thế kia nhỉ? Nay còn đầu tư cả giỏ để nhốt thế kia, chắc nhà sắp có tiệc nên cần bắt mồi gấp đây mà. Vất vả một lúc lâu thì chiếc bẫy thô sơ đơn giản mà hiệu quả của khủng long xanh cũng được hoàn thiện. Và giờ chỉ cần ngồi đây ôm cây đợi thỏ à là đợi con mồi tới nữa là đủ rồi. Quả là nhân vật chính không sớm không muộn đã lom dom chạy tới chiếc bẫy, có bao giờ bị trượt cái bẫy nào đâu. Mà chắc do mồi ngon nên lần nào tính ham ăn cũng trỗi dậy. Chỉ chờ có vậy chiếc bẫy bắt đầu khởi động, vậy là bữa tối nay đã tươm tất thơm ngon. Thôi là vĩnh biệt xuân này con không về, khủng long kêu la khàn cổ nhưng bị tiếng cười của khủng long xanh lấn át mất. Một lúc sau, bếp lò đã đỏ lửa, hình như tối nay khủng long ăn thịt sẽ có món khủng long nướng hun khói, vừa thơm giòn, chắc thời đó chưa chuộng ăn sống nên chế biến hơi cầu kỳ. Khủng long nâu bon bon trên chiếc xế hộp, mới định đi ra thăm ruộng thì lại nghe tiếng heo kêu, à tiếng khủng long kêu mà khủng long kêu tiếng heo. Khủng long nâu thấy bất ổn nhanh chóng dừng xe lại đi về, mà sao lại làm thế được, dừng lại để còn chạy vào khuyên can không nên ăn thịt đồng loại chứ, mà miếng ăn tới kẻ răng rồi chả nhẽ lại thả đi, với lại miếng thịt hơi nhỏ không biết kiếm thêm ở đâu mà lại tự mình đi tới thì không thể nào phụ lòng tốt được. Vậy là bữa ăn lại được bổ sung thêm dinh dưỡng, khối lượng thịt lại được nhân đôi.
Khủng long xanh càng vui vẻ tính gọi em họ qua ăn cùng. Chiếc xe máy nghìn tỷ của khủng long nâu bắt đầu phát huy tác dụng, chuyển sang chế độ chiến đấu bắn bay khủng long xanh. Mụ khủng long lăn quay ra ngủ đông luôn, không bao giờ tỉnh dậy nữa. Sau đó lao tới cứu hai khủng long đang chuẩn bị thơm mùi thịt. Vậy là hai khủng long bình an cùng chiếc xe trở về nhà ăn Tết. Khủng long xanh bị đột biến nên cả dòng họ khủng long đều không cho trở về nhà với gia đình. Đã được nửa năm khủng long chưa được hột gạo nào vào bụng nên khủng long mệt mỏi lê thân xác này đi tìm chút quả dại. Trời không phụ khủng long có lòng, liền hiện ra trước mặt khủng long hẳn một buồng chuối non và xanh. Bằng kinh nghiệm chém chuối điêu luyện, những quả chuối nhanh chóng bị rơi xuống dưới gốc chuối. Bao nhiêu chỗ ngủ không chọn nên khủng long vàng bị những quả chuối xanh rơi hết vào mặt. Tâm lý sang chấn không đứng dậy nổi, khủng long xanh từ xa tới gần mới thấy một đống khủng long đang nằm dưới gốc chuối, nhanh chóng nghĩ cách chuồn nhanh chứ ở lại chắc còn mỗi bộ xương thôi quá. Khủng long vàng hoang mang nhìn thấy khủng long xanh biến dị mong men gần đây, thà đánh nhầm còn hơn bỏ sót. Khủng long vàng tức giận gầm một cái cho oai rồi chạy tới chỗ khủng long xanh. Cứ ngỡ đã thoát nạn nhưng nào ngờ khủng long chân dài 2 mét nhanh chóng đuổi kịp khủng long để làm gì ư? Vậy các bạn hãy xem đây. Nhai hộp sọ khủng long làm bữa phụ cho buổi trưa oi bức. Hi hi, đùa chút chứ khủng long vàng chỉ lên lớp dạy môn đạo đức và xã hội chút thôi mà. Một lúc sau, khi tỉnh dậy dưới chân đồi khủng long xanh nhìn thấy một chiếc đầu của khủng long bạo chú Godzilla chắc vừa mới thay đầu nên nhìn khá mới. Cô cậu nhanh chóng lấy về đội lên đầu cho ngầu rồi nhanh chóng chạy tới khoe khủng long vàng. Trong lúc này khủng long vàng vẫn trong giấc mộng ngàn thu, chợt tỉnh giấc khủng long vàng nhìn thấy chiếc đầu cứ ngỡ là ông cụ nội trở về đòi xác khủng long nên giật mình tỉnh lại liền để còn chạy mất hút. Nghe giọng cười quen thuộc, khủng long vàng nhanh chóng nghĩ tới danh con báo làng báo xóm, nhìn lại đúng là nó thật. Khủng long vàng tức giận lắm định chạy tới tẩm quốc cho một trận để đỡ tức. Mà lần này đâu có dễ như vậy, khủng long xanh nhanh chóng thổi một hơi khiến cho khủng long vàng bay xuống hồ đi bơi cùng những chú cá cọc cằn. Dạo này khủng long nâu đang thất tình thì khủng long xanh rủ đi chơi, đã bảo không đi mà cứ bắt ra xích đu để ngồi đu đưa cho đỡ buồn. Chẳng mấy khi thấy khủng long xanh có lòng thế nên khủng long nâu cũng chẳng từ chối nữa. Mà lòng này nó lạ lắm, lòng bị thiêu hay sao mà lại đu đưa thế kia, ngồi trên xích đu xong lại cứ thấy sang sang, mà là sang chấn tâm lý luôn quá. Một lúc sau, khủng long xanh thấy nâu đã bớt sang rồi, liền rủ đi chơi cầu trượt ngay gần đó. Khủng long nâu còn đang tức giận liền gõ yêu cho khủng long xanh một cái, mà thấy rủ trúng trò tủ nên cũng đồng ý luôn. Đứng trên cầu trượt chợt khủng long xanh nhận ra rằng mình sợ độ cao nên không dám tự ý chơi trước, mà không thể nào lường được là khủng long nâu chỉ chờ có giây phút này nhanh chóng giúp khủng long xanh trượt xuống bằng bộ hàm chắc khỏe. Cuối cùng điểm hạ cánh của khủng long sẽ là ở đâu các bạn đoán được chứ, không nơi nào khác lại là bụi cỏ ven đường phải hứng chịu. Khủng long xanh từ bụi cỏ lom dom đi ra, vừa tức giận trả lại cho khủng long nâu cái cốc hộp sọ, mà có mỗi vậy thì không thỏa đáng, nên cả hai cùng ngồi lại đàm phán cuối cùng thì nên chơi trò gì, để còn giải tán đi về. 1000 giây sau, ngày đã có tiếng nói chung thì cả hai cùng nhau chơi trong vui vẻ, nhìn bề ngoài cứ ngỡ thân với nhau lắm, đúng là thân thật, thân ai nấy lo đó. Chơi nhiệt tình chơi hết mình mà nghĩ kế cứ nhức nhức cái đầu sao á. Lần này xem ai sẽ chịu được tốc độ, cả hai ngang sức nên chẳng có khủng long nào còn đứng trên bờ. Đều được thưởng thức những ngụm nước thơm ngon dưới đáy hồ. Sau khi địa bàn bị cướp mất khiến cho khủng long phải đi tha hương tìm kiếm miền đất mới. Đang lang thang trên không trung với cái bụng trống rỗng cũng đã được nửa năm. Chợt từ trên nhìn xuống thấy có mụ khủng long xanh đang chăm ba quả trứng. Khủng long vàng nhanh chóng đáp cánh xuống gần chỗ khủng long xanh đang nghỉ ngơi, nhẹ nhàng mon men, lom dom đi từng bước tới chỗ khủng long xanh. Dặn lòng có ăn thì cũng không nên tham lam nên khủng long chỉ lấy có duy nhất một quả trứng cho vào túi rồi lom không chuồn mất. Mà muốn ăn đâu có dễ như thế, không có gian nan miếng ăn khó ngon, nên khủng long vàng lỡ đạp gãy cành cây khiến cho khủng long xanh hiện hình, hi hi chỉ là tỉnh dậy thôi. Thay vì nhẹ nhàng dịu dàng như vừa rồi, khủng long vàng chuyển sang chế độ, hành động mạnh mẽ, không nhanh thì con có bộ xương biết chạy luôn quá, khủng long xanh cũng đâu phải dạng vừa. Khủng long còn con át chủ bài nên trận này coi như khủng long vàng đã thắng một nửa, trực thăng bay lên khủng long xanh chỉ có thể dương mắt nhìn quả trứng bị mang đi mất. Trong lúc này thì khủng long vàng cười đắc ý lắm, nghĩ rằng tối nay kiểu gì cũng có trứng ốc la ngon tuyệt vời trên đĩa. Chợt có con bọ rùa đột biến khổng lồ, tuy cái xác to mà tốc độ lại đúng như tên gọi. Khủng long mãi ngắm xuống dưới nên không nhìn thấy trước mặt có con bọ siêu to khổng lồ lao tới, và cái gì tới cũng tới chiếc trực thăng hàng tàu khựa đã bị rơi xuống bụi cỏ ven đường. Rồi một đám cháy bùng lên, không biết khủng long đã bị nướng hay chưa. Một lúc sau, trong cái rủi có cái khủng long vẫn còn mạng lăn ra khỏi đám lửa. Thoát kiếp này hẹn khủng long kiếp sau,
Khủng long xanh chỉ chờ cái giao diện khủng long thò ra là sẽ ngay lập tức lao tới ăn thịt. Hi hi, khủng long hiền mà nên khủng long xanh chê nha. Thôi tới đây giải tán, khủng long còn lấy trứng về ấp nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video của khủng long T-Rex. Nếu bạn thích nội dung này, hãy nhấn nút đăng ký và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Chúc các bạn có một ngày tuyệt vời.